Và bây giờ xin mời các bạn nghe phần thứ hai của hồi ký Chí Hòa của tác giả Vĩnh Khanh. Một người ở phòng 29 bên kia hỏi qua: Anna mới bị bắt hay từ đâu chuyển đến? Tôi mới bị bắt hồi tối. Anna bị tội gì vậy? Ở Sài Gòn hả? Ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Tôi đâu có tội gì đâu. Không hiểu tại sao họ lại khép tội, bị xét nhà rồi bị bắt vô luôn đây. Tôi rầu rĩ trả lời: Họ khép anh tội danh gì? Tuyên truyền thơ ca phản cách mạng. Chết mẹ, vậy anh bị dính chính trị rồi. Dù biết mình bị khép vào tội danh chính trị, nhưng nghe người đó phân loại giùm và buông ra hai tiếng chết mẹ như vậy càng làm tôi nẫu lòng thêm. Tôi hỏi lại: Còn mấy anh bị kẹt vụ gì vậy? Tội vượt biên. Người ở phòng số 29 đối diện bên phía bên trái tôi trả lời: Còn tôi tội kinh tế. Người ở phòng 28 bên phải cho biết: Dãy này là kiên giam khu ED, ở phía ngoài bên tay trái cầu thang chỗ anh lên hồi nãy, ra ngoài thêm chút là dãy tập thể. Khu ED này chỉ nhốt ba thành phần: kinh tế, vượt biên và chính trị. Những tội hình sự tệ đoan xã hội nhốt ở khu khác. Anh chàng ở phòng bên tay trái còn cho tôi biết thêm: Khu kiên giam này nhốt những tù nhân còn trong vòng điều tra. Bao giờ điều tra xong thì tù nhân sẽ được chuyển ra ngoài khu tập thể để chờ ra tòa hoặc chờ phân loại đi lao động. Một số ít thụ án ngay khu tập thể cho đến ngày được thả về. Ở khu tập thể thì thoải mái hơn về sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, thăm nuôi, tắm rửa. Còn trong khu kiên giam này thì bị hạn chế đủ thứ. Mỗi ngày chỉ được mồi thuốc hai lần vào giờ phát cơm, nước uống và nước xài lấy một lần trong ngày vào buổi sáng. Tắm rửa giặt giũ mọi thứ cũng chỉ trong phạm vi số nước phân phát này mà thôi. Trong những vụ nặng hơn thì tù sẽ bị cách ly ở khu biệt giam để ép cung. Khu biệt giam ở đây nằm giữa những tầng lầu. Mỗi khu biệt giam như vậy có ba phòng nhỏ. Ở đây rồi từ từ anh sẽ hiểu. Thấy họ có vẻ cởi mở và thân thiện, tôi tự giới thiệu: Tôi tên Khanh, xin hỏi mấy anh tên gì để dễ xưng hô? Ý đừng, đừng bao giờ nói chuyện ở đây mà cho biết tên thiệt nghe, vì nói chuyện như vậy là bị cấm đó. Ở đây nội quy cấm tù quan hệ với nhau, nếu bị cán bộ bắt được mình đang nói chuyện hoặc hát hò thì sẽ bị đưa đi cùng giò nửa tháng ở biệt giam kỷ luật ngay. Cho nên ở đây xưng hô với nhau bằng danh hiệu riêng, chỉ tụi mình biết với nhau thôi. Trối lỡ cán bộ trực lên nghe tiếng tù nói chuyện qua lại, nếu không bị bắt ngay quả tang thì mình chối là không phải mình, họ không cùng mình được. Còn họ biết đúng ngay tên mình thì bị cầm giò là cái chắc. Một điều quan trọng nữa là, ở đây nếu ai xui bị bắt gặp thì chấp nhận, thà là bị phạt chứ không khai người khác. Anh nhớ điều này ngăn. Ở đây ai cũng đều làm như vậy cả, đừng có làm khác. Cứ gọi tôi là Tám Tèo. Anh bạn phòng kế bên này biệt hiệu là Quê Độ. Anh cần gì thì cứ gọi Tám Tèo hoặc Quê Độ là tụi tôi biết ngay. Vừa mới bị bắt vô tâm trạng chưa hết bàng hoàng lo lắng lại nghe hai người này cho biết nói chuyện như vậy là phạm nội quy có thể bị phạt cùm giò nên tôi không còn muốn nói chuyện tiếp nữa. Lỡ xui bị bắt đang nói chuyện họ lại phạt thì chỉ mệt xác mình thôi chứ ích lợi gì. Vả lại tôi cũng không có tâm trí đâu mà chuyện vãn thêm nữa. Nghĩ như vậy cho nên tôi chào hai người bạn tù mới và xin phép nhảy xuống. Viện cớ ngồi tư thế vắt vẻo này lâu không quen. Tấm tèo có lẽ biết tôi lo sợ nên trấn an tôi. Nói là nói vậy chứ tụi tôi có đầu soi hết rồi. Tụi cán bộ đi lên là tôi biết liền, nên anh đừng có lo. Xui lắm mới bị thôi chứ dễ gì. Mới bị bắt vào ai cũng đều lo lắng hết. Anh xuống nằm một mình chỉ càng thêm chán nản lo rầu chứ không ích lợi gì đâu. Tụi tôi trải qua những ngày đầu như vậy rồi nên biết rõ lắm. Lên đây nói chuyện với tụi tôi cho đỡ nghĩ ngợi lung tung. Lúc bấy giờ phía bên trong có nhiều tiếng tù nhân nói chuyện râm ran ở những phòng khác vọng ra. Tôi cố nhìn xéo qua góc máy song sắt để có thể thấy xa hơn bên trong, thì thấy một hai phòng bên trong cũng đã có người leo lên nói chuyện như chúng tôi rồi. Tám Tèo cười. Tới giờ họp chợ rồi đó. Đầu óc vẫn còn loay hoay xung quanh chuyện bắt bớ nên không để ý tới lời Tám Tèo. Tôi hỏi tiếp anh ta. Hai anh ở đây bao lâu rồi? Hơn 7 tháng rồi. Tám Tèo trả lời. Còn tôi hết tháng này là ở đây đúng 13 tháng rồi. Quê Độ cho biết. Trời đất, hay anh ở lâu như vậy mà chưa được ra khu tập thể, bộ chưa kết thúc điều tra hay sao? Anh chàng có biệt hiệu Quê Độ trả lời tôi. Chưa xong, ở đây có nhiều vụ kéo dài cả 2-3 năm mà vẫn chưa kết thúc hồ sơ. Một là không đủ chứng cứ kết thúc hồ sơ buộc tội để đưa ra tòa. Hai là nhiều vụ lớn quá liên quan đến nhiều người nên thành ra lâu.
Tôi nghe nói mà không khỏi chới với. Hai người này, một người tội vượt biên, người kia tội kinh tế. Họ đã ở lâu như vậy rồi mà vẫn chưa kết thúc hồ sơ điều tra. Còn tôi bị khép tội chính trị thì chắc còn thê thảm hơn nữa. Như cố chống chế cho tình trạng của mình, tôi hỏi tiếp với hy vọng nghe được câu trả lời mong muốn. Tôi đâu có làm gì nên tội đâu. Tôi nghĩ họ bắt lầm và sẽ thả tôi về sớm nay mai thôi. Hai anh có thấy ai trong này được về sớm không? Nhưng câu trả lời của Quê Độ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi à, ở đây gần 13 tháng, thấy người sớm nhất được về cũng phải ở hơn 3 tháng. Mà nghe đâu người đó có lo lót bên ngoài nên mới lẹ như vậy. Nội chờ được kêu lên đi thẩm vấn cũng đã chờ vài người ra rồi. Đôi khi họ nhốt mình ở đây một vài tháng sau mới kêu tên đi thẩm vấn đợt nhất. Tôi nghe Tám Tèo và Quê Độ cho biết như vậy thì tối tăm cả mặt mày, trầu thúi ruột, tay chân bủn rủn thiếu điều muốn té khỏi chỗ đang ngồi trên cao. Tôi cứ hy vọng sẽ được điều tra và khi phát giác là tôi bị oan, họ đã bắt lầm người rồi mình sẽ được thả về sớm thôi. Nhưng qua lời của hai người tù này thì chắc là khó về sớm được rồi. Hình như nhận thấy câu trả lời của Quê Độ đã vô tình làm tôi buồn lo thêm, Tám Tèo an ủi. Anh cũng đừng quá lo lắng, nếu không có làm gì thì chắc anh sẽ được cứu xét thả về sớm thôi. Tôi ngước lên nhìn Tám Tèo thầm cảm ơn anh qua lời an ủi đó rồi nói lảng qua chuyện khác. Phòng mấy anh có đèn đỏ quá, bên tôi tối thui chán thiệt. À, bên phòng anh cũng có đèn đó chứ, tại à, hôm trước có một anh ở lầu 3 chuyển lên, anh ta dùng bóng đèn làm lửa hút thuốc, được mấy lần đèn cháy bóng luôn. Ủa, bóng đèn làm sao mà ra được lửa để hút thuốc? Ở đây một thời gian đi rồi anh sẽ biết, nhiều chuyện ngoài đời không làm được nhưng vào đây là được hết á. Anh ta và Quê Độ cười bí mật. Anh có lửa không? Mấy đồ nghề làm lửa của tụi tôi bị sát phòng tịch thâu mất 2 bữa trước rồi nên hồi tối tới giờ giả quá. Quê Độ nói. Thấy tôi còn ngơ ngác anh ta tiếp thêm. Ý à, tôi muốn là anh có diêm quẹt không? À, diêm quẹt hả? Có, tôi có. Cả thuốc lá nữa, hồi nãy sau khi xét đồ xong công an có trả lại tôi gói thuốc hoa mai và chừa cho mấy cây diêm quẹt. Mấy anh cần không tôi đưa cho, mà làm sao tôi truyền được thuốc lá cho mấy anh. Như vậy là anh hên gặp cán bộ dễ dãi đó chứ trong này cấm lửa. Mỗi ngày chỉ cho phép mồi lửa hút thuốc 2 lần vào giờ phát cơm thôi. Anh đã có thuốc lá và lửa nữa thì tốt quá. Anh khỏi lo, để tôi gửi xe qua trở về. Anh chờ tôi một chút nghe. Tám Tèo nhanh nhậu nói. Sau đó anh ta nhảy xuống đất, chưa đầy 1 phút sau đã leo lên lại, trên tay cầm một sợi dây dài, một đầu cuộn lại với một cục gì nho nhỏ, anh ta bảo tôi. Anh quẹt diêm mồi thuốc đi rồi giơ tay ra phía ngoài song sắt, tôi sẽ ném sợi dây qua cho anh bắt, xong anh cột điếu thuốc cẩn thận vào sợi dây rồi thả nhẹ xuống đất, sau đó tôi sẽ kéo nó dậy. Nghe cũng ngồ ngộ, tôi nhảy xuống mò mẫm trong bóng tối tìm cái xách tay và quần áo vứt trên nền hồi nãy, lục tìm gói thuốc rồi quẹt diêm mồi thuốc. Trong phòng tối, ánh sáng từ que diêm chợt lóe lên soi bóng tôi lung linh trên vách càng khiến cho tôi cái cảm giác cô đơn chưa từng có. Tôi nhìn vội chung quanh căn phòng. Đây là một phòng nhỏ bề ngang khoảng 2 mét rưỡi, bề sâu tính từ cửa vào khoảng 3 mét. Nhưng ngay cửa ra vào có một bàn cầu dùng cho việc tiểu tiện chiếm cũng gần 1 mét rồi. Còn đang quan sát trong phòng thì tiếng nói phòng bên kia thúc giục làm tôi giật mình. Ấy, gà mới xong chưa? Lẹ lên đi chứ! Lúc này ở bên ngoài, tiếng những tù nhân gọi nhau và tiếng nói chuyện râm ran nổi lên nhiều và ồn hơn lúc nãy, vọng ra từ dãy phòng phía trong, ánh sáng que diêm cũng vừa cháy hết. Tôi vội nhảy trở lên ngồi vắt vẻo lại bên song cửa sắt, lòng thoáng ngạc nhiên vì phát giác ra hình như lần này tôi leo lên ngồi vắt vẻo trên cao như vậy có vẻ dễ dàng và thuần thục hơn hồi nãy nhiều. Ngay lúc đó bỗng có tiếng hát của ai đó từ phía trong nổi lên thật lớn làm tôi giật mình suýt té. Trong đêm tối tiếng hát vang lòng lòng trong khu kiên giam và lan ra khắp không gian bên ngoài. Như thể muốn trút hết bao nỗi nhớ nhung uất ức vào lời ca, nghe thật não lòng. Quái quăm thay đó lại là một trong những bài hát tôi ưa thích. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi. Anh chàng Tám Tèo bên kia phòng nói vọng vào bên trong thật lớn. Ai chỗ ơi, làm ơn khoan hát chút xíu nữa đi. Tôi sắp đi xe đây, chừng nào xong tôi sẽ báo cho hai chuột. Cảm ơn trước ngang. Bên trong tiếng hát ngừng lại rồi có tiếng hỏi. Ê, gà mới ở đâu tới vậy Tám Tèo? Bệnh gì vậy?
Dạ mới ở Sài Gòn, tù con so, bệnh CT. Nhớ huấn luyện cho gà mới quen chuồng nha. Yên chí đi, bây giờ tôi đi xe đây, khoan hát ngang. Tôi nhìn qua tấm tèo thấy anh ta đang chìa tay ra phía ngoài song sắt một chút rồi chăm chú nhìn vào lòng bàn tay. Té ra anh đang nhìn vào một mảnh kiến nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay. À thì ra nhờ mảnh kiến này tấm tèo có thể quan sát được phía bên ngoài xem có ai lên không. Sau đó anh ta rút tay lại và ra hiệu cho tôi. Xong rồi, an toàn trên xa lộ, tôi cho xe qua đây. Anh giơ cánh tay ra ngoài, tôi đếm 1, 2, 3 rồi ném dây qua, anh đón bắt ngang. Tôi giơ tay ra ngoài song sắt như lời chỉ dẫn, anh ta đếm 1, 2, 3 rồi ném cái gói trên sợi dây qua phía tôi. Té ra cái gói đó chỉ là một bịch ni lông cuộn lại cho nặng để dễ ném ra xa thôi, chứ không có gì trong đó cả. Tôi đón bắt đầu dây có gói ni lông cuộn lại đó một cách dễ dàng, cẩn thận buộc 3 điếu thuốc không và 1 điếu thuốc vừa mồi xong vào sợi dây. Sau khi mồi riêng cho mình 1 điếu, tôi thòng dây thả nhẹ xuống đất. Bên kia tấm tèo nới sợi dây ra thêm cho tôi có thể đặt hàng nhẹ nhàng xuống đất. Sau đó anh ta kéo từ từ về phía phòng của anh rồi kéo lên trên song sắt chỗ anh đang ngồi. Chuyến xe chuyển hàng thành công mỹ mãn, tám tèo mồi 1 điếu thuốc mới rồi vối tay ra khỏi song sắt chuyển qua cho quay đầu ở phòng bên cạnh. Ngồi bên này quan sát cảnh xe chở hàng, tôi không khỏi thầm phục anh chàng tù nhân đầu tiên nào nghĩ ra cách chuyển hàng độc đáo này. Tám tèo và quay đầu cảm ơn tôi rồi anh ta nói lớn vào phía trong. Hai chục ơi, xong rồi, cảm ơn nghe. Từ bên trong tiếng hát lại cất lên thật lớn, quay đầu giải thích thêm với tôi. Sinh hoạt của tàu ở đây là vậy đó, ban đêm là lúc chỉ có 1-2 cán bộ trực, tụi nó chỉ thỉnh thoảng đi tuần thôi, cho nên cũng là lúc tàu họp chợ. Mọi người chỉ có thể liên hệ với nhau hoặc hát hò cho dơi đi nỗi nhớ nhà vào ban đêm như thế này. Hễ cán bộ lên thì ngưng, cán bộ đi xuống thì lại họp chợ tiếp. Thỉnh thoảng có ai xui bị bắt thì bị đưa đi biệt giam kỷ luật còng giò nửa tháng. Triết rồi bị giam kỷ luật cũng không còn là điều đáng sợ nữa. Chứ nếu không có sinh hoạt ban đêm như thế này thì chắc nhiều người điên lên quá. Ban ngày thì ngủ bù. Anh ở đây vài bữa sẽ quen với sinh hoạt ở đây thôi. Lúc đó tự nhiên anh cũng sẽ hòa vào sinh hoạt chung này. Bây giờ đa số phòng nào cũng lên tiếng rồi sẽ có hát hò và ồn ào lắm. Mình không nên ngồi trên cửa này như vậy nữa. Chuỗi cán bộ nghe ồn ào đi lên thành lần thì dễ bị thua lắm. Trước khi nhảy xuống tám tèo còn an ủi tôi thêm lần nữa. Mới bị bắt vào, ai cũng buồn lo cả, nhưng tôi khuyên anh đừng quá buồn. Hy vọng nếu anh không dính líu gì hết nha, như anh nói thì họ sẽ thả anh về sống với gia đình thôi. Tôi cảm ơn tám tèo và quê độ rồi nhảy xuống, mò mẫm trong bóng tối tìm lại quần áo mặc trở lại, sau đó co ro ngồi bó gối dựa vào tường. Ngồi im lặng hút thuốc mà đầu óc cứ xen lẫn hết chuyện này tới chuyện khác, trú tung cả lên, nỗi buồn lo lại lấp đầy tâm trí tôi một cách thật nhanh chóng. Cứ suy nghĩ hoài không biết mình làm cái gì mà bị khép vào tội chính trị như thế này. Tôi đâu có tuyên truyền gì đâu mà bị khép vào tội danh tuyên truyền thơ ca phản cách mạng. Không tìm ra được câu trả lời tôi lại nghĩ hay là có ai đó ghét rồi vu khống cho tôi. Cũng không có lý. Vì từ khi gia đình tôi từ trên rẫy bỏ về Sài Gòn, tôi đâu có đụng chạm gì ai đâu. Quả lại suốt thời gian gần 2 năm nay, tôi cứ lo chuyện đi vượt biên hoài. Sau khi đi thất bại trở về lại tìm cách đi tiếp, cứ liên tục như vậy cho nên đâu có thời giờ liên lạc nhiều với ai để có thể làm mất lòng họ đến nỗi bị vu khống. Thời gian ở nhà thì ngày ngày ngồi trước nhà bơm quẹt ga sinh sống qua ngày, đâu có tiếp xúc nhiều để gây đụng chạm tới ai đâu. Càng nghĩ càng thấy mù mờ, lòng buồn, kinh khủng. Sinh hoạt ở các phòng khác bên ngoài lúc này rất sôi nổi, tiếng các tù nhân nói chuyện hỏi thăm qua lại xen kẽ những tiếng hát thật lớn nổi lên, làm cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn. Tôi lấy cái xách tay làm gối ngã người nằm trên nền xi măng lạnh ngắt, lắng nghe tiếng hát bên ngoài để tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tôi nghe có tiếng ai đó yêu cầu một người hát bài Xuân này con không về, sau đó các phòng khác im lặng nghe, rồi một giọng trầm trầm thật hay cất lên trong đêm vắng tiếng hát nghe thật thê lương. Con biết Xuân này mẹ chờ mong con, khi thấy mai vàng nở đầy trên nương.
Trước đây tôi không thích bản nhạc này chút nào cả, nhưng vào thời gian không gian này đây, qua tiếng hát của một người tù, tôi lắng nghe từng lời ca với một sự xúc động chưa từng có. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái hay và giá trị của bài hát này. Đôi khi chúng ta vô tình với những sự việc chung quanh, những câu chuyện, những lời thơ, bài hát, chỉ vì không ở vào cùng hoàn cảnh tâm sự đó mà thôi. Cho đến khi chúng ta ở vào hoàn cảnh tâm sự đó thì mới cảm nhận được nó. Đó là tâm trạng của tôi lúc này. Đang thả hồn theo tiếng hát, bỗng có tiếng đập cửa sắt ầm ầm bên ngoài, rồi tiếng quát tháo thật lớn. Có im hết đi không thì bảo, hay là ông lại vào quật cho một trận thì bố mẹ hết bây giờ. Tất cả im re, tên công an trực hình như còn đứng rình một hồi nữa rồi mới bỏ đi. Vì sao một lúc hắn lại đập mạnh vào cửa sắt rầm rầm một lần nữa như để đe dọa trước khi bỏ đi thật sự. Chung quanh trở lại yên tĩnh như cũ. Không biết mấy giờ rồi tôi hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian ở đây. Không biết giờ này vợ con và gia đình tôi đang làm gì. Nằm dài trên nền xi măng lạnh, tay vắt lên trán, nỗi ưu tư lại trở về. Tôi cố xua đuổi đi những lo buồn đang ám ảnh, nhưng không thể nào được. Trong bóng tối âm thầm, tôi ngồi dậy xếp bằng tay chắp lên ngực, thành khẩn cầu nguyện. Tôi chú tâm cầu nguyện như vậy thật lâu, lòng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Ở vào hoàn cảnh khốn cùng như thế này, lời cầu nguyện quả là một liều thuốc an thần quý giá. Ngồi xếp bằng cầu nguyện được một lúc cảm thấy mệt, tôi nằm xuống trở lại, vẫn tiếp tục niệm thầm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát liên tục, với hy vọng có thể rơi vào giấc ngủ cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Tôi niệm như thế không biết bao lâu vẫn không cách gì ngủ được. Bỗng nghe từ xa tiếng kêu cứu thật lớn vang vọng lại. Báo cáo cán bộ phòng 3 khu FG, có người bệnh nặng xin cấp cứu. Báo cáo cán bộ phòng 3 khu FG, có người bệnh nặng xin cấp cứu. Tiếng kêu cứu gào lên liên tục như vậy vang lòng lòng trong đêm khuya, nghe thật rợn người. Một luồng cảm giác lạnh lạnh cứ chạy dọc theo xương sống tôi, theo mỗi tiếng kêu cấp cứu thảm thiết đó. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngồi bật dậy nghe ngóng, lòng cảm thấy thương thân phận của người tù nào đó đang bị bệnh và không khỏi cảm khái lây đến thân phận của chính mình. Hình như có nhiều người thay phiên nhau kêu cấp cứu, cứ dứt một câu lại tiếp theo một câu khác nối đuôi nhau liên tục, tạo thành một chuỗi tiếng kêu la lan ra trong đêm vắng tưởng chừng đến vô tận. Sau khoảng hơn 30 lần kêu cứu như vậy, chắc có người đã lên đến nơi nên mọi vật im lặng trở lại. Không gian đang vang vọng tiếng kêu gào thảm thiết bỗng dưng im lặng đột ngột, gây cho tôi một cảm giác tự nhiên bị hụt hẫng rơi vào một cõi hư vô tịch mịch kỳ quái nào đó không tả được. Tôi ngồi ngóng một hồi không nghe thấy gì nữa nên nằm xuống trở lại. Trong phòng giam tối tăm lạnh lẽo, tôi nằm co ro như một con gà bị mất nước. Chợt nhớ tới Tấm Tèo khi nãy gọi tôi là gà mới, quả thật cũng đúng quá. Đêm đó trên tầng lầu 4 khu kiên giam ED Khám Chí Hòa có một con gà mới bị nhốt vào chuồng, ngơ ngơ ngáo ngáo lo sợ không biết số phận rồi sẽ ra sao. Biệt giam. Mới vừa sáng sớm, nghe bên ngoài có tiếng động, tôi đã choàng ngay dậy nghe ngóng. Cả đêm hôm qua tôi thức trắng nằm co ro với bao lo nghĩ lẩn quẩn mãi trong tâm trí nên cảm thấy đầu nhức như búa bổ. Nhìn chung quanh phòng giam trống trải, cảm giác cô đơn lôi tôi trở về với thực tế của một tên tù khốn khổ, càng làm cho tôi thấy bi đát hơn. Ngồi nhìn quanh quẩn được một lúc thì tôi nghe có tiếng mở khóa cánh cửa sắt lớn bên ngoài. Không lâu sau đó có một người từ bên ngoài mở cửa gió nhìn vào hỏi. Anh ấy là người mới vào đêm hôm qua phải không? Tôi chạy vội lại phía cửa trả lời. Phải, tôi mới vào đêm qua. Nhìn qua lỗ cửa gió tôi thấy gương mặt một người quen quen, nhất thời tôi không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Người đó không nói năng hoặc hỏi gì tiếp, đóng sập cửa gió lại. Một tia chớp thoáng qua đầu, tôi nhảy vội lên song sắt phía trên cánh cửa. Nhìn ra thì thấy người hồi nãy đang bước vào dãy kiên giam bên trong. Tôi kêu nhỏ. Anh có phải là Hồng không? Người đó quay lại nhìn ngược lên phía trên mấy song sắt chỗ phòng tôi. Ê, anh xuống ngay đi, cán bộ thấy là bị phạt bây giờ. Tôi vẫn còn chưa chịu nhảy xuống cố gắng hỏi tiếp. Anh là Hồng, Lê Diễn Hồng, khóa 6 trên 72 Thủ Đức phải không? Người đó nhìn nhanh ra phía cửa sắt lớn phía ngoài rồi đi ngược lại phòng tôi mở cửa gió ra. Nhảy xuống ngay đi, bị còng bây giờ, phải tôi là Hồng đây, anh là ai mà biết tôi? Tôi mừng quá nhảy ngay xuống và trả lời anh ta qua lỗ cửa gió. Trời ơi, tao là Khanh, cùng khóa 6 trên 72 ở trung đội 4 nè, sao mà mày cũng ở đây vậy? Ê, Khanh hả? Khanh nào kìa? Xin lỗi nhất thời tôi không nhớ rõ. Anh ta vừa vỗ vỗ trán như cố gợi lại trí nhớ vừa nói.
Tôi đúng là Hồng khóa 6/72 đây, tôi bị kẹt vụ vượt biên, còn mấy tuần nữa là hết hạn rồi, còn anh bị bắt vì vụ gì vậy? Như vậy thì đúng là thằng Hồng rồi, tôi mừng quá trả lời nó. Anh tôi con mẹ gì, tao là Vĩnh Khanh trung đội 4 ở trong ban văn nghệ của khóa mình nè. Lúc tụi bay đi chiến dịch, tụi tao ở lại giữ trại và đại diện trường Thủ Đức đi phát thanh văn nghệ ở đài phát thanh quân đội đó, mày nhớ không? Tụi nó khép tao tội chính trị mày ơi, nhưng tao đâu có làm cái gì đâu. Tôi nhớ ra rồi. Anh ta đổi ngay lối xưng hô khi nhớ ra tôi. Mày là Vĩnh Khanh trong ban văn nghệ với anh Tiến văn phòng đó phải không? Tao nhớ ra rồi. Mẹ bị CT là kẹt rồi. Tụi nó chú ý lắm, tao không nói chuyện nhiều với mày được. Mày à, có cần gì thì cho tao biết liệt đi. Có muốn nhắn gì về gia đình không thì nói cho tao biết. Mấy ngày nữa thăm nuôi tao nhắn cho, đưa tao địa chỉ ở nhà mày liền đi. Ồ vậy hả? Vậy thì đỡ quá. Mày nhắn giùm là tao cũng bình yên, đừng quá lo lắng. Nhờ mày nói với gia đình gửi cho tao một cái mùng nhỏ, đêm qua muỗi cắn tao quá. Tôi đọc kỹ địa chỉ nhà tôi cho Hồng, nó nhẩm đi nhẩm lại 2-3 lần cho chắc chắn rồi bảo tôi. Tao ở đi lấy viết ghi địa chỉ liền đây, mày yên tâm đi. Tụi cán bộ sắp lên rồi, tao phải đi đây. Được rồi, có gì giúp được tao sẽ giúp cho. Đừng lẹo lên song sắt giờ này nữa ngang. Tụi nó bắt được là còng vào mày múc chỉ đó. Nói xong Hồng bỏ đi ra phía ngoài. Còn lại một mình tôi thấy mừng trong bụng, ít ra gặp người quen trong này cũng đỡ. Tuy là không vui sướng gì khi gặp bạn bè cũng bị kẹt trong này, nhưng theo tâm lý mà nói, một kẻ mới bị bắt vào như tôi, tâm trạng bàng hoàng lo âu đủ thứ, mà gặp người quen biết giúp đỡ thì cũng an ủi lắm. Thằng Hồng này cùng khóa sĩ quan trừ bị Thủ Đức với tôi lúc trước, nó ở trung đội 3 còn tôi thuộc trung đội 4, tuy không chơi thân với nhau nhưng anh em cùng khóa một thời gian dài trong quân trường nên tất cả đều biết nhau và coi như là anh em với nhau cả. Tôi ngồi được một lát thì Hồng mở cửa gió ra nói nhanh. Tao đã ghi địa chỉ của mày rồi, mày yên chí đi, tao sẽ nhắn về gia đình mày cho. Bây giờ tao phải đi làm, chút trưa phát cơm tao sẽ mang cho mày vài thứ cần thiết trong này. Mày à, có hút thuốc phải không? Tao sẽ mang thuốc rê cho mày. Nói xong không đợi tôi kịp trả lời, nó đóng vội cửa gió lại rồi hối hả bỏ đi ngay. Tôi ngồi suy nghĩ vẩn vơ khoảng nửa tiếng sau thì bỗng có một tên công an mở cửa phòng ra bảo tôi ôm hết đồ đạc đi theo hắn. Tôi than thầm trong bụng, chết cha bị chuyển đi nơi khác rồi, không biết thằng Hồng biết không. Khi đi ra ngoài tôi ngó giáo giác để tìm xem Hồng có đứng sớ rớ đâu đó không, nhưng không thấy nó đâu cả. Tôi được dẫn xuống cầu thang xoắn ốc giữa tầng 2 và 3, nơi đây có 3 buồng giam chụm lại như một hình chữ U ngược. Nhớ lại lời của Tám Tèo nói đêm qua, tôi rầu thúi ruột, chết mẹ mình bị nhốt biệt giam rồi. Tên công an mở cửa buồng giam chính giữa có in số 2 ngay trên cửa, bảo tôi bước vào rồi không nói thêm tiếng nào, khóa cửa bỏ đi mất. Cái cảm giác đầu tiên của tôi là thất vọng ê chề, dù trong bụng biết là bị chuyển đến một chỗ khác nhưng tôi vẫn cứ hy vọng là tên công an này dẫn đi điều tra và như vậy là tôi sẽ có dịp minh oan cho mình. Nhưng ai dè đâu hắn lại dẫn tôi đến nhốt vào biệt giam 2 này. Đây là một buồng giam nhỏ xíu hình chữ nhật, bề sâu từ cửa ra vào đến sát vách tường bên trong chưa đầy 1 mét, bề dài căn phòng khoảng 2 mét. Trần cao khoảng 2,5 mét. Đứng trong buồng giam này tôi không khỏi có cái cảm nghĩ so sánh với một con dế đang bị nhốt trong một cái hộp giam quẹt nhỏ xíu. Chật chội đến độ loay hoay hoài cũng chỉ thấy mình gần như dậm chân tại một chỗ. Mà thật là như vậy, trong cái biệt giam nhỏ này mọi cử động đều trở thành rất lúng túng, khó khăn. Cứ lai hoài tới lui cũng chỉ thấy như đứng tại một chỗ thôi, cái sách tay tôi đang cầm bỗng dưng trở thành một vật dư thừa cồng kềnh, choáng mất đi một phần trong không gian vốn dĩ đã nhỏ hẹp này. Phía trên cánh cửa ra vào có một bóng đèn nhỏ được đặt lõm vào trong tường xi măng, bên ngoài là một hàng song sắt khá chắc chắn ngăn lại, có lẽ để tránh cho tù nhân có thể gỡ bóng đèn ra đập vỡ dùng vào việc tự tử chăng. Nền xi măng thì đầy bụi bặm. Trong góc bên phải có một cái bô nhựa nhỏ dùng cho việc tiểu tiện, tuốt phía trên cao của vách tường sau, ngay chính giữa là một khung trống bề dài khoảng 6 tấc, bề ngang khoảng 3 tấc, với những song sắt dựng đứng song song, được quấn đầy bùi nhùi kẽm gai bít bùng để tránh tù có thể leo lên đó mà phá song sắt. Từ phía dưới nhìn lên khoảng trống có song sắt quấn bùi nhùi kẽm gai bên trên, tôi chỉ có thể nhìn thấy một góc xéo nho nhỏ lờ mờ khoảng trời bên ngoài mà thôi. Chán nản đến cùng cực, tôi ngồi phịch xuống nền xi măng như một kẻ
không hồn, dựa lưng sát vào tường, hai chân duỗi thẳng ra là mấy đầu ngón chân của tôi đã chạm tới cánh cửa ra vào rồi. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Không biết gia đình tôi đêm qua thế nào, chắc chắn là má và vợ tôi cũng mất ngủ cả đêm lo lắng cho tôi. Còn hai đứa con không biết ra sao, nhớ chúng nó quá đi thôi, càng nghĩ càng thấy tội nghiệp cho hai con của tôi. Đứa con trai vừa sinh ra là tôi đi tù cải tạo, ở nhà với mẹ thiếu thốn đủ thứ, đến khi tôi về thì nó cũng không hưởng được sung sướng gì. Sau đó thì tôi cứ dắt nó đi vượt biên theo tôi hết lần này đến lần khác và thất bại đủ 9 lần, chịu biết bao nhiêu gian truân khó khăn, lại còn bị vào tù với tôi trong lần vượt biên thất bại đầu tiên nữa chứ. Con gái tôi thì ra đời trong một hoàn cảnh túng thiếu đủ thứ, đôi khi không đủ sữa cho nó, vợ tôi phải lấy nước cháo loãng pha đường cho nó bú. Chưa tròn 2 tuổi thì lần này tôi lại bị bắt vào Chí Hòa. Còn vợ tôi vừa mới lớn, tuổi đời còn quá trẻ là đã lập gia đình với tôi. Vợ chồng son chưa hưởng bao nhiêu hạnh phúc, lại trong thời chiến nên chẳng mấy khi chúng tôi được gần nhau. Sau năm 75 thì lại phải gạt lệ tiếng chồng đi tù cải tạo. Bao năm ôm con dại, phải vật lộn với sinh kế hàng ngày, lại còn phải chắt chiu lặn lội nuôi chồng bị đày ải nơi rừng sâu. Đến khi tôi được thả về, niềm vui đoàn tụ chưa bao lâu, tôi lại đành lòng dẫn đứa con trai tìm cách vượt biên bỏ vợ và con gái nhỏ lại. Chắc chắn là vợ tôi đau lòng lắm, vậy mà vẫn nén đau buồn, vẫn khuyến khích cho tôi dẫn con đi để mong cho tương lai tôi và con được tốt đẹp hơn. Rốt cuộc qua bao chuyến vượt biên cũng chẳng thành. Rồi lần này không biết nạn tai gì mà lại vướng vào Chí Hòa, vợ chồng con cái bị chia lìa nữa. Với tội danh chính trị này không biết bao giờ chúng tôi mới sum họp được đây. Tôi nhắm mắt lại, lòng cảm thấy ăn năn và nhớ thương vợ con không tả được, càng nghĩ càng thấy số phận của mình sao quá thê thảm. Tập thứ 2 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp theo tập thứ 3.